Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Cần Thơ cho biết, công trình cải tạo, nâng cấp và mở rộng đường vành đai sân bay Cần Thơ sẽ thông xe một bên trước Tết Nguyên đán và sẽ hoàn tất vào đầu năm 2024 sau hơn 5 năm thi công. Công trình này dài trên 1,7 km, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 60 km một giờ, kết nối từ đường Lê Hồng Phong, quốc lộ 91 đến cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, đoạn đầu tuyến đường Võ Văn Kiệt, là công trình trọng điểm của thành phố do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng làm chủ đầu tư, kinh phí xây dựng trên 137 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2016-2020. Tuy nhiên, do chưa có mặt bằng thi công nên công trình này đình trệ trong thời gian dài. Đến nay, sau nhiều đợt kiểm tra đôn đốc của lãnh đạo thành phố, những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng được tháo gỡ. Hiện đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Hoàng Gia đang tập trung xe máy công trình để thảm nhựa mặt đường phục vụ cho việc thông xe trước Tết năm nay. Công trình đường vành đai sân bay thì nhà thầu đang tập trung tối đa máy móc thiết bị và nhân vật lực để kịp thông xe một bên trước Tết Nguyên đán và phần còn lại sẽ hoàn thiện vào trước 30 tháng 4 năm 2024. Hiện tại thì đã thảm được 50% của một bên. Kế hoạch là đầu tuần tới sẽ thảm xong một bên của đường vành đai sân bay Cần Thơ để cho phục vụ cho bà con đi lại dịp Tết Nguyên đán. Đơn vị thi công quyết tâm triển khai tuyến đường vành đai sân bay cho đúng tiến độ đặt ra với thành phố Cần Thơ.